phải là bãi rác không? Vứt bỏ những điều vô ích cho tôi ngày hôm nay. Bố mua chiếc cần câu này mà không câu được con cá nào, vậy giữ nó để làm gì? Ai nói nó vô dụng, nó không có tất cả ở đó. Ngoài ra, ngoài việc cần câu của tôi không bắt được cá thì không có gì bạn không bắt được mà tôi không bắt được. Còn giữ những món đồ chơi thối nát này, dù bạn đã bao nhiêu tuổi rồi, nếu có còn hãy vứt chúng. Khi bạn bận rộn, tất cả đồ chơi của bạn đều đi cùng tôi. Chúng không phải là đồ chơi xấu, chúng là bạn đồng hành. Đây là sức mạnh của trái phiếu, và ai nói nó vô dụng. Bạn có thể bỏ cái này, thu thập được nhiều dòng không? Ảnh hưởng tới học tập. Ai nói nó ảnh hưởng đến việc học? Học của tôi hoàn toàn phụ thuộc nó. Bỏ nó đi, nó chẳng chiếm chỗ dù bị hỏng luôn. Kể cả khi nó bị hỏng, nó vẫn có thể được tái sử dụng. Vứt đi. Đừng vứt nó đi mà hãy vứt nó đi. Những thứ không quan trọng bạn lại phải trang trọng tôi nên bạn có thể vứt chúng đi. Nhường chỗ cho tôi. Tất cả những điều này đều hữu ích với tôi. Hiểu rồi. Tốt rồi. Chỉ có hai điểm đó thôi.